Bão số 3 vẫn đang duy trì cường độ rất mạnh với hoàn lưu rộng. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặc biệt cảnh báo, người dân không chủ quan với những hình thế cực đoan trước khi bão đi vào đất liền. Do miền Bắc và miền Trung đã duy trì nền nhiệt độ cao nhiều ngày, nên mưa dông trước bão tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Đây là một cơn bão mạnh và di chuyển rất là nhanh, đồng thời diện ảnh hưởng rất là rộng. Ảnh hưởng cả trên đất liền, cả trên biển, cả đồng bằng, cả miền núi. Ở trong một cái thời điểm là chiều cường đang dâng cao và ở trên đất liền và trên biển thì đang có cái hiện tượng là thời tiết nóng. Chính vì vậy chúng tôi rất quan ngại các hình thái thời tiết trước bão và ngay sau bão. Trước bão thì cái hình thái này thì có thể gây ra dông lốc rất lớn vào ngay bắt đầu từ ngày thứ Sáu. Đã dông lốc rất là lớn ở trên đất liền. Những cái khu dông lốc này là những lốc xoáy, lốc mạnh và có thể những trận mưa cực đoan. Theo dữ liệu từ Cơ quan Khí tượng của Việt Nam, dự báo từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Mưa cường độ lớn khi bão tác động có thể kéo theo nhiều loại hình thiên tai khác. Cái thời gian gần đây thì khu vực Bắc Bộ là mưa tương đối là nhiều, và đặc biệt là khu vực Trung Du và vùng núi. Thì trong cái cơn bão số 3 này thì sẽ gây ra một đợt mưa to, trong tuy nhiên cái thời gian mưa thì không dài. Nó chỉ khoảng 24-36 tiếng, tức khoảng 1 ngày rưỡi thôi. Thì tuy nhiên cái lượng mưa nó vẫn sẽ lớn. Và do đó cái thời gian mưa ngắn mà tập trung mưa lượng lớn sẽ dẫn đến cái nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt cho các tỉnh khu vực Trung Du vùng núi. Còn đối với khu vực đồng bằng, kể cả ven biển thì cái nguy cơ cao về cái ngập úng, đặc biệt là các cái đô thị lớn thì có cái khả năng gây ngập úng, đặc biệt trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Để cập nhật diễn biến và dự báo tác động của bão số 3, người dân nên đón đợi những bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thể chủ động ứng phó.